Chào mừng em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 8 trên trang olm.vn. Sau hai phép tính đầu tiên với phân thức đại số là phép cộng, phép trừ, chúng ta sẽ đến với hai phép tính tiếp theo là phép nhân, phép chia. Đây cũng chính là hai nội dung sẽ có trong bài học ngày hôm nay. Với phần thứ nhất, phép nhân hai phân thức thì các bạn sẽ nhớ lại cho thầy quy tắc để ta nhân hai phân số. Để nhân hai phân số, tất nhiên là mẫu của chúng phải khác không thì ta lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Vậy thì phân thức cũng tương tự, ta có quy tắc nhân hai phân thức. Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau và các mẫu thức với nhau. Ví dụ, phân thức A phần B nhân với phân thức C phần D, thì ta lấy các tử thức là A nhân với C, mẫu B nhân với D, kết quả sẽ là A nhân C phần B nhân D. Trong đó tất nhiên B và D phải là các đa thức khác không? Thầy lấy ví dụ, 2x phần x cộng 1 nhân với x trừ 2 phần x. Thì các bạn cứ lấy các tử thức nhân với nhau. Ta có phân số với tử là 2x nhân x trừ 2, mẫu là x cộng 1 nhân x. Tới đây ta sẽ thấy này, trên tử và dưới mẫu, cùng có x, các bạn sẽ rút gọn. Tử thức còn lại 2 nhân với x trừ 2 dưới mẫu là x cộng 1. Để các bạn dễ nhớ thì thầy có thể tổng kết lại với một mô hình như thế này. Tử màu xanh, mẫu màu đỏ thì quy tắc sẽ là tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Kết quả của phép nhân hai phân thức người ta gọi là tích của hai phân thức đó và thông thường ta sẽ viết tích dưới dạng thu gọn. Như ở trong ví dụ, nếu ta dừng lại ở bước này, thì tích của chúng ta chưa viết ở dạng thu gọn Cho nên các bạn phải thu gọn phân thức đó Để thu được kết quả của phép nhân nhé Với quy tắc này các bạn sẽ vận dụng Và làm cho thầy tính nhân trong hỏi chấm 1 2x-1 trên 5x-1 Nhân với 5x-1 trên 4x-1 bình Chính xác rồi đầu tiên Chúng ta cứ lấy tử nhân với tử đã 2x-1 nhân với 5x-1 các bạn sẽ đóng mở ngoặc cho thầy. Dưới mẫu là 5x cộng 1 nhân với 4x bình trừ 1. Thì ta có thể rút gọn được ngay 5x cộng 1 với 5x cộng 1. 4x bình trừ 1 thì các bạn sẽ phân tích theo hàng đường thức cho thầy. Phân tích thành nhân tử, ta sẽ có 2x 1 nhân với 2x cộng 1. Đây chính là hàng đường thức 4x bình trừ 1 nhé. Như vậy ta sẽ thấy cả tử và mẫu đều có các nhân tử 2x 1 và 5x cộng 1. Vậy thì thu gọn, trên tử sẽ còn lại. Chính xác rồi, tử chỉ còn lại 1. Nhiều bạn viết không là chưa chính xác này. Dưới mẫu là 2x cộng 1. Ta có kết quả của hỏi chấm 1 là 1 phần 2x cộng 1. Như vậy quy tắc nhân hai phân thức rất dễ nhớ, giống như nhân hai phân số. Nhưng các bạn chú ý, tích thì phải viết dưới dạng thu gọn cho thầy nhé. Từ đó thực hiện tiếp cho thầy hỏi chấm 2 với ý đầu tiên. Phép nhân giữa phân thức x phần x cộng y với 2x cộng 2y phần 3xy. Thứ hai là 3x phần 4x bình 1 nhân với chứ 2 cộng 1 trên 2 bình. Với phép tính đầu tiên, thầy vẫn lấy tử nhân tử này. Trong đó, 2x cộng 2y thì thầy đặt 2 làm nhân tử chung. Trong ngoặc ta còn lại x cộng y. Phía dưới thì ta nhân lại với nhau thôi. Tới đây thì các bạn có thể rút gọn được rồi. Trên tử có x, dưới mẫu cũng có x. Trên tử có x cộng y, dưới mẫu có x cộng y. Vậy ta thu gọn còn lại 2 phần 3y là kết quả của ý thứ nhất. Tương tự, các bạn sẽ thực hiện cho thầy và cho biết kết quả ý thứ hai trong hỏi chấm 2 sẽ là gì nhé. Chính xác rồi, tử nhân tử ta có 3x nhân với trừ 2x cộng 1 thì thầy sẽ đặt dấu trừ ra ngoài. Trong ngoặc ta đổ dấu được 2x trừ 1. Dưới mẫu thì thầy vẫn thấy 4x bình trừ 1 có thể phân tích thành nhân tử sử dụng hàm đẳng thức. Thầy viết thành 2x cộng 1 Nhân với 2x 1 và nhân với 2 bình ta giữ nguyên. Tới đây là có thể thu gọn được rồi. Trên tử có 2x 1, dưới mẫu cũng có 2x 1. Trên tử có x, dưới mẫu có x bình. Vậy thì thu gọn, tử sẽ còn lại âm 3. Mẫu còn lại 2x này và nhân với 2x cộng 1. Hoặc các bạn có thể viết thành âm 3 phần 4x bình cộng 2x đều được nhé bên cạnh việc ghi nhớ quy tắc nhân hai phân thức thì các bạn cũng lưu ý cho thầy trong phép nhân hai phân thức hoặc mở rộng ra là phép nhân nhiều phân thức thì ta cũng có các tính chất giống như với phép nhân các số hoặc các phân số đó là các tính chất giao hoán kết hợp phân phối đối với phép cộng trong đó tính chất giao hoán thầy cho phân thức a phần b nhân phân thức c phần d thì tích này cũng bằng c phần d nhân a phần b tức là ta đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi tính chất kết hợp tích của a phần b với c phần d nhân m phần n thì cũng bằng a phần b nhân tích của c phần d với m phần n còn tính chất phân phối đối phép cộng a phần b nhân c phần d cộng a phần b nhân m phần n cả hai số hạng này đều có a phần b thì ta đặt A phần B làm nhân tử chung. Trong hoặc sẽ còn lại C phần D và cộng với M phần N. Bên cạnh đó còn có một tính chất nữa là nhân với số 1. Bất kể một phân thức nào nhân với 1 thì vẫn bằng chính nó. A phần B nhân 1 vẫn là A phần B. Và các tính chất này sẽ giúp cho chúng ta có thể tính linh hoạt hơn, tính nhanh hơn các phép nhân với phân thức. Ví dụ, phép nhân 3 phân thức X phần Y nhân x trừ 1 phần x cộng 1 và nhân y phần x. Thì thầy nhận thấy, nếu ta lấy tích giữa phân thức thứ nhất với phân thức thứ ba thì kết quả sẽ bằng kết quả sẽ bằng 1. Cho nên thầy sẽ sử dụng tính chất giao hoán để đổi chỗ hai phân thức này lại cạnh nhau. Đó là tính chất giao hoán nhé. Sau đó sử dụng tính chất kết hợp để ta tính tích thứ nhất trước. Thầy cho chúng vào trong ngoặc như thế này x phần y nhân y phần x thì bằng 1 rồi. Khi đó phân thức x 1 phần x cộng 1 nhân với 1 theo tính chất này, kết quả sẽ là chính nó, tức là x 1 phần x cộng 1 nhé. Tương tự như trong ví dụ này, các bạn sẽ sử dụng các tính chất vừa học để thực hiện hỏi chấm 3 là tính một cách hợp lý tích của 3 phân thức. x phần y 3 nhân x bình 25 trên 2 cộng 1 nhân y trừ 3 trên x trừ 5. Chính xác rồi, thầy vẫn nhận thấy tích giữa phân thức thứ nhất với phân thức thứ ba sẽ cho ta một cách tính hợp lý hơn, nhanh hơn là thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Bởi vì chúng cùng có y trừ 3, cho nên thầy sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính tích của hai phân thức này trước sau đó nhân với x bình trừ 25 trên 2 cộng 1 sau. Khi đó, y trừ 3 trên tử và y trừ 3 dưới mẫu có thể rút gọn. Các bạn sẽ thực hiện tiếp cho thầy phép tính này nhé. Tới đây tính toán lần lượt trong hoặc trước. x nhân y trừ 3 trên y trừ 3 nhân x trừ 5 và x bình trừ 25 trên hãy cộng 1 thầy giữ nguyên. Ở đây, y trừ 3 với y trừ 3 có thể thù gọn, rút gọn. Phân thức thứ nhất, ta còn lại x phần x 5. Phân thức thứ hai, các bạn sẽ sẽ phân tích tử thành nhân tử cho thầy bằng cách sử dụng hàm đẳng thức. Chính xác, x bình trừ 25 chính là x 5 nhân x cộng 5, mẫu ta giữ nguyên. Như vậy lại tiếp tục thu gọn được x 5 với x 5. Thì trên tử sẽ còn lại x nhân x cộng 5 này, dưới mẫu là 2x cộng 1 ta có kết quả của chấm 3.